vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại bản tin bóng đá trên kênh Nhật báo 24 giờ. Sau đây là những tin tức nóng nhất có trong bản tin hôm nay. Thông tin đầu tiên, sau bao ngày mong đợi, FIFA chính thức báo tin không thể vui hơn cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ hả hê. Thưa quý vị, sau những quyết định gây bất lợi cho đoàn quân huấn luyện viên Park trong trận đấu giữa Việt Nam với Oman, trọng tài Mohamed chính thức nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và FIFA. Theo thông tin mới nhất từ Arabsport Portal Ả Rập Xê Út cho biết, quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng trọng tài tại vòng loại 3 World Cup 2022 của AFC và ban trọng tài của FIFA đã hoàn tất. Theo đó, AFC và ban trọng tài FIFA đưa ra những đánh giá cụ thể về năng lực của từng trọng tài. Cụ thể như sau, trọng tài Mohamed Mohamed bắt chính trận Việt Nam với Oman với những quyết định không dứt khoát và không đưa ra quyết định chính xác gây ảnh hưởng kết quả trận đấu. AFC chấm mức điểm dưới mức trung bình. Ngoài ra, vị trọng tài này không được công tác hết giai đoạn còn lại của vòng loại 3 World Cup 2022. Vị lãnh đạo của FIFA cho biết, chúng tôi luôn xây dựng và bảo vệ sự công bằng, uy tín của các giải đấu chính thức của FIFA. Việc tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả những vòng đấu tới đây nhằm đảm bảo hình ảnh uy tín giải đấu. Mục đích của việc áp dụng VAR giúp trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của luật. Động thái này của AFC và FIFA được đông đảo khán giả hâm mộ cũng như truyền thông quốc tế đặt niềm tin rất lớn vào tính công bằng đến từ các quy định của trọng tài. Với án phạt dành cho ông Mohamed, người hâm mộ Việt Nam cũng vơi đi nỗi uất ức mà vị trọng tài này đem lại cho tuyển Việt Nam. Trong trận đấu giữa Việt Nam với Oman ngày 12 tháng 10 vừa qua, trọng tài Mohamed Mohamed đã có quyết định gây ức chế tâm lý khiến học trò của thầy Park gặp nhiều bất lợi. Từ chối quả penalty 10-10 cho tuyển Việt Nam sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đặc biệt trong hai tình huống Việt Nam chịu phạt đền, Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số và bàn thắng tiền vệ Mohsin Al-Khadi ở phút 49, vị vua áo đen chưa thể hiện sự quyết đoán khi liên tục nhờ va gây ảnh hưởng đến cả trận đấu. Tin tiếp theo, Văn Hậu tập bàn lạ trước ngày sang Hàn Quốc phẫu thuật sụn chêm đầu gối. Thưa quý vị, xin phép thầy Park cho rời tuyển từ đầu tháng 8 để quay trở lại câu lạc bộ Hà Nội điều trị chấn thương sụn chêm, Văn Hậu sắp sang Hàn Quốc để phẫu thuật. Chấn thương dai dẳng khiến hậu vệ Văn Hậu không thể song hành cùng tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước khi tái tập trung cùng đồng đội vào hồi tháng 5 năm nay, Văn Hậu có khoảng thời gian vài tháng tập hồi phục tại PVF. Thời điểm ấy, hậu chưa hoàn toàn bình phục, các chuyên gia y tế PVF khuyến cáo tuyển Việt Nam nên sử dụng anh một cách thận trọng. Trong các trận đấu còn lại của tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022 ở UAE hồi tháng 6, hậu được chơi khá tốt, trừ trận gặp Indo, anh chưa ra sân. Tuy nhiên không may cho hậu và tuyển Việt Nam khi hậu tái phát chấn thương với mức độ nặng hơn. Ngoài sụn chêm, anh gặp vấn đề về dây chằng. Cuối năm ngoái, hậu từng phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không khỏi dứt điểm. Lần tái phát chấn thương vừa qua của hậu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và câu lạc bộ Hà Nội đã bàn bạc để cùng phối hợp đưa anh sang Hàn Quốc phẫu thuật. Hiện tại, hậu đang tập riêng hàng ngày với chuyên gia người Hàn Kim Wang-che, người vừa được đội Hà Nội bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng bộ phận y tế Hà Nội. Chính ông là người đưa hậu đi chụp cộng hưởng từ, phát hiện ra thêm một số vấn đề liên quan đầu gối của anh. Ở những bài tập chuyên biệt, ông Kim chưa cho hậu tập phần thân dưới mà chủ yếu tập phần thân trên. Ông yêu cầu hậu tập một số bài khá lạ như giữ thăng bằng trên con lăn, bài tập mà hậu chưa từng tập trước đây. Hiện VFF lo xong visa sang Hàn Quốc cho hậu và chờ ngày lên đường, dự kiến 2 tuần tới. Sau khi phẫu thuật, quan trọng là hậu phải được hồi phục đúng cách để không tái phát chấn thương. Tin tiếp theo, vì sao hàng thủ tuyển Việt Nam trở nên mong manh? Hàng thủ lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận thất vọng của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Kể từ khi đến với bóng đá giải đất hình chữ S, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn ưu tiên xây dựng hàng phòng ngự vững chắc. Đó là điểm tựa dẫn đến thành công của chiến lược gia người Hàn với những chiến binh sao vàng trong nhiều chiến dịch. Tại AFF Cup 2018, thủ môn Văn Lâm có 405 phút giữ sạch lưới giúp Việt Nam vô địch giải đấu. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Quế Ngọc Hải và đồng đội không để thủng lưới 5 trên 8 trận, góp phần vào chiến tích lịch sử cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trong 4 trận đã qua, Việt Nam để đối phương làm rung mảnh lưới đến 10 lần. Đa phần những bàn thua xuất phát từ sự yếu kém của tuyến phòng ngự.
Đó là điều rất đáng tiếc nếu nhìn vào chuẩn bị kỹ lưỡng của huấn luyện viên Park trước khi chiến dịch diễn ra. Ba yếu tố dẫn đến sự mong manh nơi hàng thủ tính đến thời điểm này. Tuyến phòng ngự từ Việt Nam không có được nhân sự tốt nhất khi bước vào chiến dịch. Văn Hậu chấn thương vắng mặt trước ngày trận đấu diễn ra. Người gác đền Văn Lâm và hậu vệ phải Trọng Hoàng không thể góp mặt ở hai cuộc đối đầu với Trung Quốc và Oman. Bùi Tiến Dũng cũng chỉ thi đấu từ trận gặp Australia tại Mỹ Đình. Những cái tên còn lại ít nhiều gặp vấn đề khác nhau về thể trạng. Hàng thủ thường xuyên chấp vá dẫn đến sự thiếu ổn định. Chấn thương khiến nhiều tuyển thủ không có phong độ tốt. Những đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup đều rất mạnh. Họ có những cầu thủ tấn công hàng đầu. Đó chính là thử thách lớn dành cho Quế Ngọc Hải và đồng đội. Nhịp độ cao của các trận đấu, hàng thủ của Thầy Park không giữ được sự tập trung cần thiết trong 90 phút. Tính chất căng thẳng của những cuộc so tài khiến các tuyển thủ Việt Nam không thể giữ được cho mình cái đầu lạnh, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Hai pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền của Tấn Tài và Duy Mạnh trong trận gặp Oman là minh chứng rõ nhất cho điều này. 7 lần bị thổi penalty trong suốt hành trình vòng loại World Cup thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của tuyến phòng ngự. Bàn thua ở phút bù giờ khi gặp Trung Quốc hay tình huống nâng tỷ số 2-0 của Oman là do thiếu tỉnh táo ở phía trước khung thành. Huấn luyện viên Park sẽ còn đau đầu để tìm ra giải pháp cho hàng thủ của mình trong thời gian tới. Tin cuối cùng cho bản tin hôm nay, vòng loại World Cup 2022, bài học từ Thái Lan. Thưa quý vị, con đường mà tuyển Việt Nam trải qua tại vòng loại 3 World Cup 2022 khá giống với tuyển Thái Lan cách đây hơn 5 năm khi họ là đội Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong top 12 đội cuối cùng tranh vé đi Nga mùa hè 2018. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisak, Thái Lan bước vào vòng đấu này đầy tự tin và khát vọng nhưng thua liền 4 trận đầu tiên cùng với nhiều đối thủ mạnh hệt như thầy trò ông Park vừa gặp. Nhưng khi về sân nhà tháng 11 năm 2016 ở trận gặp đối thủ cuối cùng lượt đi là Úc thì người Thái Lan chơi tưng bừng để có trận hòa 2 đều. Từ đó giúp họ lên tinh thần và có thêm một điểm thứ hai trong trận hòa một đều với UAE cũng trên sân nhà. Để cuối cùng, dù xếp chót trong 6 đội bảng B, nhưng có 2 điểm giành được một cách xứng đáng khi đối mặt những đối thủ đẳng cấp trong toàn bộ chiến dịch vòng loại 3 World Cup. Chính huấn luyện viên Kiatisak trong lần trò chuyện đã nhắc lại kỷ niệm này khi nói rằng đội tuyển Thái Lan lúc đó được người dân kỳ vọng rất lớn, chờ đợi những trận đấu hay và gây bất ngờ bùng nổ trước đối thủ mạnh. Chính điều đó gây áp lực không nhỏ cho ông và các tuyển thủ vì hơn ai hết Kiatisak thừa hiểu trình độ của Thái Lan dù tiến bộ nhưng so với châu lục vẫn còn khoảng cách không phải một sớm một chiều có thể san bằng. Thế nên Thái Lan dù nỗ lực cũng không thể thay đổi tình thế. Tuy nhiên sau một loạt thất bại, điều quan trọng theo Kiatisak là tinh thần không bỏ cuộc, tâm lý không gục ngã, vẫn siết chặt tay nhau chơi hết mình để chui rèn, để trải nghiệm, để biết mình đứng ở đâu. Nhờ quyết tâm không từ bỏ đó, cuối cùng người Thái cũng có 2 trận hòa, quan trọng là thể hiện bản sắc chơi tốt hơn, đáp ứng phần nào sự mong đợi của người hâm mộ. Bài học của Thái Lan có lẽ là động lực cho huấn luyện viên Park và toàn đội Việt Nam tập trung tốt hơn cho 2 trận trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Đối thủ ở vòng loại 3 này mạnh hơn rất nhiều, đó là điều không cần bàn cãi. Nhưng với thái độ và phong cách thế nào, các tuyển thủ Việt Nam cần cố gắng, cần phải rút tỉa cho mình những kinh nghiệm ở 4 trận vừa qua để đừng lặp lại những sơ suất như vậy. Dĩ nhiên, có những điểm yếu không thể thay đổi nhanh được, chẳng hạn như là thể hình bất lợi, sức mạnh tranh chấp không tốt hơn đối thủ. Nhưng những sai sót thuộc về chủ quan, thuộc về khoảng hở của hệ thống chiến thuật thì cần hạn chế tối đa. Bên cạnh đó, cũng đừng để không khí khá trầm lắng sau những kết quả không tốt vừa qua làm ảnh hưởng cái đầu vì ở vòng đấu này của World Cup, quan trọng với tuyển Việt Nam hiện nay không phải chuyện thắng bại mà phải biết vượt qua và chiến thắng chính mình. Bài học thua 4 trận liền nhưng vẫn vùng lên mạnh mẽ để có điểm ở trận thứ 5 của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 chính là nguồn động lực cho thầy trò ông Park Hang-seo nhìn về phía trước, dồn hết khả năng để vượt qua những rào cản, thách thức trên con đường đưa bóng đá Việt Nam đi lên. Hy vọng chiến lược gia người Hàn sớm cải thiện những lỗi lầm ở hàng phòng ngự, tích cực làm mới hàng công, cũng như có những thay đổi để thích ứng tốt với thực tế nhằm giúp Việt Nam giành kết quả khả quan hơn trong 2 trận đấu sắp tới đây trên sân nhà. Và các bạn đã quan tâm theo dõi video, nếu thấy hay thì hãy share và like video này và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.